Xin chào bạn, mình là Hưng đây. Chào mọi người. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Yes. Các bạn ơi, hôm nay mình mua rất chi là nhiều đồ màu đen, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Chỗ này phải hơn 20 loại đồ ăn màu đen bạn nha. Yeah. Đấy, thì các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục series thử thách người cuối cùng ngừng ăn đồ ăn màu đen các bạn nha. Yes. Hình thức chơi rồi. Rồi, hình thức chơi các bạn ạ. Hôm nay mình đã chuẩn bị rất chi là nhiều tờ giấy tương ứng với các món ăn ở đây các bạn nha. Bốc vào tờ giấy nào thì chúng ta sẽ phải ăn đồ ăn đó. Ví dụ như Pepsi thì uống Pepsi, nho ăn nho, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Rồi. Có thưởng biết không anh? Còn thưởng mình sẽ trao người thắng cuộc sẽ là 500 đô bạn nha. Yes. Còn hình phạt hôm nay mình sẽ gõ vào đầu 10 cái và cầm cái thìa gõ vào đầu 10 cái các bạn nha. Được. Úp cái nồi cơm lên rồi gõ vào đầu. Cho hiểu rồi. Thông minh ra các bạn ạ. Yes. Mọi em đã hiểu nó chơi chưa? Yeah. Các bạn thấy video này mình hay thì like, chia sẻ video ủng hộ mình nha. Còn bây giờ trận chiến bắt đầu. Bắt đầu các bạn nha. Yeah. Let's go. Bọn em sẵn sàng chưa? Yeah. Đấy các bạn ơi, bây giờ sẽ bốc thăm nha. Ai bốc trước? Ai bốc trước? Bốc chẳng phải ăn được. Lào mì tương đen, mì tương đen, bánh gấu, bánh gấu, thạch xương sao, thạch xương sao, mực yên tô, mực bèn xô. Ok các bạn ơi, mì tương đen của Duy nha. Đó ngon các bạn đấy. Ơi. Còn đây là mực bento của Bách các bạn này. Cái này há mồm rồi. Đấy, cái này cay. Bánh gấu của Hậu nha. Thạch xương sáo của Cường này. Phết này. Đấy, có ba hộp các bạn ạ. Hơn rồi. Đấy, của Thìa đây. Bánh gấu này của Lotte các bạn ạ. Rồi. Hay thật. Của 4-3 ấy liền. Mì tương đen các bạn này. Có một túi rồi các bạn ạ. Tuyệt vời. Đấy, wow. Đây các bạn này, hình bánh gấu của Hậu nó đáng yêu các bạn nhìn này. Xinh hình con gấu luôn các bạn ạ. Đó. Đây các bạn nhìn này. Đáng yêu. Mì tương đen ngon quá các bạn ơi. Ăn bên trong nó có vị gì ấy? Bên trong nó có kem kiểu như sô-cô-la nhỉ? À, sô-cô-la. Ngon. Rồi. Dài thế nhỉ? Của Bách này là mực bento thì siêu cay rồi. Mì tương đen của Hàn Quốc các bạn nhá. Ngon phải anh em ạ. Đấy. Đúng là màu đen luôn đấy. Đấy, thạch xương sáo ngon. Húp cứ chùm chùm các bạn ạ. Ăn cái này ngọt phết đấy các bạn. Ngọt đấy, ngọt thật. Ngọt. Rồi, thạch dễ ăn các bạn ạ. Bách từ đấy toàn bóc thôi. Đấy. Ngon quá, không biết rồi. Đúng rồi không ạ? Rồi. Bách bóc mãi không xong các bạn ạ. Cường. Quá. Cố lên. Đấy các bạn nhìn chưa? Thạch rất là nhũng nhũng các bạn ạ. Nó ngon. Bánh này, cái bánh này không hiểu sao là giữa nó lại đục một cái lỗ các bạn. Rồi. Đục chút bánh nặng hơi không ạ? Kiểu như là nó khoét vào nó cho sô-cô-la ấy với kem. Ở giữa thì rỗng. Đấy. Mực bento của Bách thế nào? Cay anh ạ. À, nó cay à? Vâng. Nó giòn không? Hết nhá. Giòn cay. Rồi ok, hầu hết rồi nhá các bạn nhá. Giữ được các bạn nhá. Rồi, giữ hết này các bạn này. Đấy, Bách cố lên. Rồi. Ngon quá. Thạch xương sáo ăn thế nào? Em có thấy mùi thuốc bắc thơm ngon. Thạch xương sáo mùi thuốc bắc. Thuốc bắc thật. Rồi, là chắc làm ở trên Tây Bắc các bạn ạ. Và bạn nên thạch xương sáo lại có mùi thuốc bắc các bạn. Ô, ăn cái thứ mùi thế. Đấy, mực bento ăn thế nào? Cay. Cay. Cay à? Cay. Cũng cay thật. Mì bento là cay. Đấy, cay mướt thật. Ăn xong à. Ăn như mực bento cay. Cũng chùm chùm các bạn ạ. Ăn thạch rất là dễ ăn các bạn nhá. Bách nhanh lên đi. Bách nhanh lên. Để chốt nào. Chốt rồi. Rồi, cơ hết rồi. Bách yeah, hết rồi. Tuyệt vời. Đấy, có ai chịu thua chưa? Chưa. Rồi, bốc thăm nha. Nào, bốc thăm nào. Yeah, và cái gì đây? Cái gì chẳng phải ăn mà. Rồi. Thôi. Tteokbokki Hàn Quốc. Duy rất là có duyên với món ăn Hàn Quốc các bạn ạ. Dầu ngâm các bạn. Coca. Monster. Tạt nước. Ok. Các bạn ơi, tteokbokki Hàn Quốc của Duy nha. Đấy, còn đây là đào ngâm của Bách này. Vàng rồi. Vàng rồi các bạn. Đấy, cái một cân đấy. Coca Cola cũng không kém phần ông Trào. Ok. Ui, tí đổ. Em mượn anh mở. Đấy, còn đây là Monster của Cường nha. Đấy, nước này ngon lắm các bạn ạ. Tteokbokki cũng màu đen luôn các bạn. Ai xà. Coca đầu tiên mình uống cái chai màu này các bạn. Cà thế. Mở khó lắm các bạn ạ. Đấy, Hậu mở cho Bách đi. Bách Hậu mở mình cái. Xít sạch. Bách nước này khó uống thế. Ngon các bạn. Được thì ngon đây. Mày đứng dậy các bạn nha. Rồi.
Đấy các bạn ơi, cái đá ống gâm của Bách nó to quá bạn ạ, phải 1 cân đấy. Ui ôi. Bỏ mỏ phết đấy các bạn. Thế nó dày mà. Đấy. Khóa mở các bạn ạ. Được rồi đấy. Đáo đổ. Ai da. Sắp được rồi. Bách bỏ tay ra Bách ơi. Mất tay. Múc vào tay đền mệt lắm. Rồi. Khả năng là lấy cho Bách cái thìa nhờ. Cái nước đấy ngon đấy các bạn nhờ. Múc cả nước các bạn ạ. Đây các bạn nhìn. Ui da. Ai da. Quá. Tiếp đi. Đục tiếp đi. Bắt đầu. Đấy các bạn ạ. Ngon không các bạn ơi? Wow, đào này để ấy để làm chà đào các bạn. Chà đào các bạn ạ. Yeah. Rồi. Đấy, bạn ăn đi. Các bạn ơi. Ngon lắm các bạn ạ. Đấy, chưa ăn đã ngon rồi các bạn ạ. Mình đã biết là ngon rồi. Đúng đấy. Có này ngon các bạn. Đây các bạn nhìn. Ngon thật đấy các bạn ạ. Khóa. Ngon đấy các bạn chưa? Lúc mà tôi khó uống nữa. Ngon. Đào ngon mà ngon đấy. Ngon đấy ạ. Ghê rồi nha. Úi giời. Ấy. Đấy. Bánh rất mạnh nhỉ. Cái ăn này nó như ăn thạch các bạn ạ. Đào ngâm ngon. Ngon không? Nó thơm không? Hả Bách? Ngon, thơm đấy ạ. Rồi. Đấy, Hậu uống chai Coca này đầy bụng, bụng các bạn ạ. Như mà tôi uống các bạn. Rồi. Nó cứ ngang ngang kiểu gì. Đấy à, cố lên. Đấy. Đó, rồi. Hậu với Cường nhanh lên. Bách các bạn ạ. Cái lọ này phải 1 cân đấy các bạn nhá. 825g. Đấy, cũng phải 1 cân đấy. Đây. Đâu? 825g. Đây nhìn. Đây, 825g các bạn ạ, phải 1 cân các bạn ạ. Cố lên. Hậu ăn. Hậu với lại Cường nghe xong chưa? Gọi đâu rồi, đâu rồi, chục cúp trà đào ít đâu. Rồi. Đấy, khi uống trà đào mà nó chỉ được mấy miếng thôi các bạn nhá. Đấy, Bách ăn cá hộp. Ngon quá ăn rồi. Ngon quá thế nào. Rồi, ngon quá, không biết nói rồi. Rồi. Hết mình nhá. Đấy. Hậu với lại Duy, Hậu với lại Cường xong rồi. Đấy, dốc cốc kia là biết là xong rồi. Rồi. Ngon các bạn ạ. Nhanh hết, ui, xong rồi các bạn. Xong rồi các bạn ơi. Đấy, ui, quá mạnh. Còn hai một quả thôi. Quá mạnh. Cố lên. Quá. Ăn nó mềm mềm không? Nhớ mềm đấy nhở. Úi trời. Còn nữa. Thế còn gì bạn? Ui dạ. Này uống nước thì tuyệt vời. Wow. Luôn rồi các bạn ơi. Ok. Hết rồi các bạn nha. Đấy. Chắc chưa ai chịu thua đâu nhở? Chưa. Rồi bước thăm nha. Chúng đấy. Ta bây giờ đỏ cái gì đấy? Mì. Ui. Ý. Mimosi ơi. Mimosi. Nho à. Mì trộn các bạn. Mì trộn. Mì tôm các bạn ơi. Mì tôm. Ok. Mimosi của gì này? Của anh Toa bạn ạ. Đấy Bách lại mì tôm bạn nhá. Nho à bạn ơi. Đấy Hậu là một khay nho à. Quá là ngon. Đấy mì trộn này. Đấy phong cách mì tôm bạn ạ. Quá nhiều luôn. Ui. Nhìn này. Wow. Nhiều ngon không ạ? Đấy. Nhiều thực sự luôn anh ạ, ăn. Ui mì nhiều thế. Đây một rổ mì. Rồi. Ăn mì kiểu dạng mì tôm. Nó tay rồi, cay rồi thơm. Mùi gì, có mùi gì không? Mùi nhậu anh ạ. À thế à? Mùi bim bim cay. Đấy, bim bim cay không? Vâng. Đấy Hậu là hai chùm nho các bạn nhá. Cay thế. Rất là ngon. Đấy, cố lên. Đấy, hôm nay người cuối cùng ngừng ăn đồ màu đen sẽ là người chiến thắng các bạn ạ. Đấy, Bách vừa làm cũng khá là lo cái hộp đào ngâm 1 cân các bạn ạ. Đấy, Duy ăn hết cái đĩa này cũng là khô hết mồm các bạn nhá. Đấy, nho ngon các bạn ạ. Ngon, đứt. Đấy, nho đen ngon. Có đắt. Cường mí trộn hết các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Cảnh đi. Đấy. Chờ các bạn. Mì bim ngon các bạn nhỉ. Mì
Nhiều nước lắm các bạn, cho nhiều nước hả? Rồi. Mày chưa chưa? Em đang bé rồi. Rồi. Ngon không? Rồi hết chưa? Rồi, cơ hết rồi nha. Đấy, bách hết rồi các bạn nhìn này. Ôi, đi đây nè. Kinh cái nhá. Không quá mà. Ăn cả đĩa được. Bách ngon không? Thêm quả. Toàn hai quả. Ngọt đơn. Bà hậu thảo rằng mình chỉ một gọi toàn hai quả. Rồi. Đây, mình cho ở bốc rồi bạn này. Đấy, Di ăn nhanh lên đi. Đấy, còn mình Di thôi nha. Đấy, hậu còn một chùm nho thôi. Công nhận. Nhưng mà bà hậu ăn ngon. Rồi, cố lên. Ngon thật. Ôi, cay quá. Đấy. Bách mày ra sớm rồi. Hậu hết rồi nha. Còn Duy thôi. Gì nhiều thế. Bim bim lại ăn thế nào? Nhưng mà quá ngon luôn. Cay cay ngon ngon giòn giòn. Rồi. Ngon đấy các bạn ơi. Rồi. Quá nhiều thua chưa? Chưa. Bốc tăm luôn đi. Wow. Nam phải ăn. Mì tôm anh em ạ. Mì tôm. Nhớ rồi. Pepsi anh em. Pepsi. Lại bim bim oxy các bạn ơi. Bim bóng lây anh ạ. Bim bim bóng lây. Ok. Ha Di ơi. Đấy. Bim bim to các bạn ạ. Pepsi này. Hậu là mì tôm nha. Đấy kiểu dạng mì trộn. Đấy bim bim bóng lây các bạn ơi. Em xin nha. To trà bá luôn. Wow. Wow. Mùi me với lại mùi cua các bạn. Đấy, Di đổ ra là một đĩa nha. Đĩa đầy của Cường đấy nha. Ui dồi. Lát này á. Đấy, lát cũng được, cũng một đĩa nha. Mùi me, mùi cua thơm thật. Rồi. Lây. Cố lên. Ngon phết nha. Bibi cũng ngon thật. Ngon đấy. Đậm thế. Nước ngon lắm các bạn ạ. Rồi. Vừa ăn cay mà được uống nước hết cay. Đấy, Bách rất là nhiệt tình các bạn ạ. Ông khô không được, khóc nước. Phần này đi thật rồi. Wow, bài học ngon nhé. Uống mùi me rồi các bạn ơi. Mùi cua không? Kiểu cua sốt me các bạn ạ. Đấy, bị trộn các bạn nhá. Đấy, Bách uống rất là tỉnh các bạn ơi. Ngon. Đó, cái miếng ống này các bạn này. Bây giờ mình ngập ngập các bạn. Thơm. Và anh được uống nước. Cố lên. Anh được uống bim quá. Ngấy hết. Cơm khô vậy. Rồi mang sang vòng sau gì sẽ bốc làm nước các bạn. Đúng nhá. Còn sau nào có bim bim nữa thì tuyệt vời. Vâng hả? Cố lên. Đấy. Mách vẫn thèm để xin Duy ăn các bạn ạ. Hậu hết chưa? Được anh ạ. Ăn nó như nào? Ăn nó có vị cua. Kiểu sốt me các bạn ạ. Đấy. Me. Các bạn ơi. Mình uống rồi hết rồi. Rồi. Cố lên. Bách quá mạnh. Rồi. Bách hết rồi nha. Tuyệt vời. Đấy. Mình khí nha. Rồi. Hậu hết nha. Bạn nhanh hết. Đấy, Bách hết rồi. Di thế nào? Hù anh ạ. Đấy, bim bim của Di nó như thế này các bạn này. Đấy, mình làm một miếng thử xem ngon không nhá. Hay. Rất ngon. Ngon thật các bạn. Còn Duy với lại Cường thôi. Hai người cùng ngắm bim bim. Đấy, vét đĩa rồi. Mạnh quá. Các bạn nhá. Rồi, hết rồi. Nhà đây bốc thăm nào. Không luôn. Rồi. Rồi, bốc thăm nhá. Đấy, cái nào cũng được. Cái nào chẳng phải ăn mà. Đấy, bốc đi. Bách bốc đi. Pepsi các bạn ơi. Pepsi. Mì tương đi ăn. Mình chịu luôn đấy các bạn ạ. Chịu.
Quán này quán thứ ba bạn ạ. Anh ơi. Sao? Tôi chắc em xin thua luôn anh ạ. Ủa? Thua luôn á? Thua ăn được, chắc chắn ăn được. Ăn. Quán này lượn thôi. Các bạn ơi, Duy chịu thua nhá. Đấy, Duy lại vào quán bim bim oxy này các bạn nhá. Quán thứ ba bạn ạ, quán này nó to à. Cháu kiểu gì? Đấy chịu thua đi. Chịu thua luôn đi ạ. Được rồi, ok. Duy chịu thua nhá. Thế bác chịu thua, bác là cái gì đây? Mì mì tương đen Pepsi. Pepsi. Thạch xương cháo. Ui ôi, bao nhiêu thạch Cường ăn hết các bạn ạ. Mì tương đen của Bách này. Đấy, Duy bốc vào cái là chạy mất dép các bạn ạ. Đấy, Pepsi này. Đấy, thạch xương cháo của Cường nha. Cho em một con dao đi. Rồi đây, cho Cường một con dao để bóc thạch. Bóc khó thật đấy. Ê, cho em cái gì ạ? Để cho em mì cái. Đấy, em cứ mở ra, chắc có cái để ăn. Wow, Pepsi ngon không? Có cả ăn luôn. Này, Pepsi lần đầu tiên mình uống nó có vị chanh anh em ạ. Nhìn Pepsi xinh như vậy, bỏ luôn các bạn ạ. Rồi. Ô snai luôn. Đấy, đây các bạn nhìn này, mì tương đen này, nó rất chi là Pepsi các bạn ạ. Đây là đặc trưng của Hàn Quốc rồi các bạn ơi. Đấy. Thái xương sáo. Ôi sao đây? Làm sao đây? Rồi. Rồi. Xúc động quá anh em ạ. Gió làm sao ấy được cái đĩa được. Do mình ẩu cố tình đây các bạn. Cố tình kiểu như không ăn được, cố tình đổ đi. Đổ đi ấy. Đấy. Thôi bạn ạ, không ăn được thì bạn thua đi. Chơi bạn gì. Thái xương sáo này ngon nhờ. Nó ăn nhỉ. Lo à? Rồi. Phụ nữ đầy bụng quá anh ạ. Rồi uống nước có ga thì đương nhiên là sẽ đầy bụng rồi. Đấy. Ngon quá nhở. Đấy, bách đổ đi à. Cố lên. Ăn được thì thua. Ngon nhanh mà bỏ mình thua. Đấy, cố lên. Hấu hết chưa? Chưa nhở. Rồi. Bách hết rồi. Bạch bã thế. Đấy, ngon quá nhờ. Mì tương đen. Đấy, đồ ăn màu đen này là nó rất là nhiều đồ ăn ngon đó bạn nhá. Bạch ăn hết mì rồi, khát nước không? Wow. Uống đi. Mình uống ngon rồi nhờ. Đây, anh chạy không? Đây, tôi đổ đây nhá. Đổ cho bạn uống nhá. Bạn con mà. Bạn cho mình xin ít. Này. Bạn đổ vơi. Rồi. Đấy, mình chia sẻ cho Bách các bạn ạ. Ăn mì nước mình biết mà. Hôm trước mình ăn mì ăn cũng cực luôn nên là đời em mộng được. Rồi. Mình chia sẻ cho bạn nào tốt bụng lắm. Rồi ok, bạn học tốt bụng các bạn ạ. Hết các bạn nha. Rồi, học dốc lên đi. À. Rồi, học hết rồi nha. Rồi hết rồi. Rồi bốc thăm nha. Rồi bốc thăm đi. Gà ác lướng các bạn ơi. Gà ác lướng. Cà phê bên gì mà. Cà phê bớt đây. Bớt đây. Mì tôm các bạn ơi. Bạch lại mì tôm các bạn ạ. Các bạn ơi, Bạch rất là có duyên với mì tôm các kiểu các bạn nha. Đấy. Gà ác này là của họ màu đen xì này. Đấy, còn cây cà phê bớt đi màu đen nha. Không thể tỉnh táo hơn được. Rồi. Mình có duyên mì tôm. Gà đen xì luôn anh em ạ. Rồi, ngon. Giấy ở đây. Giấy các bạn ạ. Anh cái giấy rất ngon. Gà đen các bạn nhá, gà ác có đen xì các bạn ạ. Quay đắt bao nhiêu? Con này 50.000 một con. Đấy. Ăn ngon không? Ui, ngọt lắm anh ạ. Đó, đùi ngon và trông giống chim câu nhờ. Gần bằng con chim bồ câu. Hay gà. Cố lên. Gà đen đen cái này cả thịt. Đấy, bách mì tôm ngon rồi nhờ. Đấy. Ui, gà ngon thế. Ngon thế. Đấy các bạn ơi, nhìn này nó đen xì này. Họ ăn cả chân đi. Đấy. Chân thì có gì. Rồi. Thao câu ngon. Bách mì tôm hết chưa? Em thao câu ngon hết luôn. Rồi. Gà toàn xương rồi ạ. Cố lên. Thì không bằng con chim bồ câu thật. Thì không bằng con chim bồ câu nữa. Thao ơi, cái đầu ngon à. Trong đầu có cái óc. Ngon như thịt gà luôn. Đỏ quá ăn. Rồi. Wow. Cường hết chưa? Quả chứa xong. Ngon ít được bốn mãi hết kìa. Rồi, cường hết rồi. Đấy, bách hết chưa? Xem nào. Đấy, vẫn còn rất nhiều bạn nhá.
hấu gọn sạch vào. Không được lại thịt. Anh ngon. Rồi. Cái chay ngon. Đấy, gà A các bạn ạ, đen xì luôn. Rồi. Ngon. Các bạn ăn như mì tôm ấy. Rồi, mì tôm à, ăn chả như mì tôm. Đấy, bắt hết chưa? Được rồi, hết rồi. Cố lên. Con gà phải làm thịt thật đấy. Ngọt. Đấy rồi. Rồi, cố lên. Xương quá, em ăn nào. Đen đen đen, đen cả xương. Hay gì kìa. Ây xa. Cổ ngon nhất luôn, ăn cả xương mà nào ạ. Gà hơi. Ăn xương hấp quét. Con gà bé ăn xương ngon mà. Rồi. Ăn xương cho nó đủ vitamin và canxi. Rồi, bay xong rồi đấy nha. Đấy tôi nhá, rất bài làm. Rồi. Đấy, hậu sắp xong rồi các bạn ơi. Đấy. Đừng hết rồi các bạn. Rồi, ok. Đấy các bạn ơi, xong rồi nha, có ai chịu thua chưa? Được. Bốc thăm tiếp các bạn nha. Thôi, bốc thăm nào. Hậu trước đi. Đấy, hậu bốc trước đi. Cái này đây. Cường. Kẹo cà phê nha bạn. Kẹo cà phê. Vai. Dốc 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 to. Chà ô liu các bạn ơi. Chà ô liu. Ok. Các bạn ơi, chà ô liu của Bách nha. Em xì các bạn ơi. Yeah. Kẹo cà phê của hậu này. Vai. Rockstar. Lại nước. Nước. Trái em mở cái gì nhỉ? Đấy hậu mở cho Bách đi. Bạn hậu, mình nhờ bạn mở hậu mình không nhỉ? Cuối đời lại gặp ma rồi các bạn ơi. Rồi. Kẹo cà phê các bạn này. Nhai mỏi Bách mồm luôn. Kém thật các bạn. Đấy độc mở lắp thôi mà lại không biết mở. Đấy nước anh như thế nào em? Giống mở hút này nhỉ? À giống mở hút à? À ngon đấy các bạn ạ. Ngon không? Ngon quá ngon thế nào nữa. À. Nó như nào Bách ơi? Nó có vị ô liu anh ạ. Đó uầy cái quả ô liu. Đấy ngon nhờ. Ui. Ui. Cái mì anh quả này. Nó ngon không Bách ơi? Ngon anh ạ. Rồi. Có vị thế nào đấy Bách? Vị ấm nhai xong rồi ấm đắng. Đâu? Xem nào. Anh thử một quả hay là. Ngon xong rồi ấm đắng gì. Kẹo mình toàn cầm vị cà phê nữa. Thì ở đây có quả vừa thôi. Ấy da. Ừ cái quả này nó đắng đắng các bạn ạ. Ăn nó rất là béo. Thề luôn. Bà, ăn nó béo ra man. Không. Đấy. Ui. Ngon. Ngon quá mà. Đấy. Mới 4 năm còn nước. Mày ăn thấy thế nào ngon không? Không anh ạ. À. Nhưng cảm giác ngon xong này không? Nhưng mà anh cảm giác là nó béo béo nhờ. Nó trắng lắm. À thế à. Đấy, cơ hết chưa? Chưa nhận còn nửa nữa. Cố lên. Ăn nó ngọt hay nó mặn hay kiểu gì? Ngọt cái nước người mặn mặn anh ạ. À. Đấy, à. Cố lên. À. Đấy. Các bạn mở mất găng đấy. Bách đổ hắn ra đĩa đi. Cho là dễ ăn, cứ bới bới các bạn ạ. Ôi giời, đồ nước. Wow, cái đồ này, đồ tiếp đi. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy, nó quả đen xì các bạn ạ. Rồi. Wow. Thế cho dễ các bạn ạ. Mình bới như gà. Đấy. Hậu ăn kẹo này nào. Ngọt quá nhỉ. Nó dai, nó giòn. Nó giòn, nó cứng lắm. Rồi các bạn ơi, hậu đĩa kẹo này khá là to đấy. Hết rồi các bạn nhá. Rồi, cường hết rồi nha. Cố lên. Đấy. Cố gắng lên nào. Nó bách cho cường một quả thử là nó như thế nào ấy. Tôi không ăn được bách ạ. Mình không uống nước, nước mặn lắm. Rồi ok, mình cho phép bỏ nước các bạn ạ. Đấy là rơi bi à các bạn ạ. Đấy là gì à? Rồi, rất là ngon nhỉ. Hậu sao đây? Ha. Cái oạc thì thua rồi. Đây các bạn nào mình ra. Đây các bạn này có rất là nhiều luôn các bạn nhá. Đấy, nhìn chưa? Chỗ này phải còn 30 cái thế tóm lại thua đúng không? Mình thực ra mình chưa lo đâu nhưng mà tại răng mình đang bị ấy bị viêm ăn kẹo ngọt là nó cứ bị buốt buốt các bạn. Rồi thôi mình thua các bạn nhá. Rồi ok. Không ăn được thì bạn đấy. Bạn chịu thua chưa? Em chưa. Cường. Chưa chưa. Rồi hậu chịu thua nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình còn hai người ăn khỏe nhất các bạn nhá. Đấy, bốc thăm đi. Không phải cho ăn. Cứ xem rồi. Đó. Wow. Bim bim các bạn nhá. Bim bim oxy.
gì anh? Nước rốc ta các bạn nha. Ok. Các bạn ơi, nước rốc ta này. Em chim. Đấy, còn đây là bim bim này. Quá là ngon các bạn nhỉ. Này liệu có được không? Mày thua đi. Còn lâu nữa bạn nhỉ. Bạn lại nghĩ mình thua nhanh thế à? Rồi. Bạn uống nước ấy thế nào? Nước có vị nhưng bị bò húc anh ạ. À, giống bò húc mà. Giống bò húc à. Rồi. Đừng ngoan hả? Cố lên. Ngon nhờ. Đấy, Bách nhanh lên. Cường độ cá ra xem nào. Wow, ngon thế nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Đĩa đầy. Quá tuyệt vời. Rất mạnh. Rồi. Ok, hết chưa? Nhòm. Không phải nhòm. Vẫn còn nhá các bạn. Tuyệt vời, ok được rồi. Bách ăn xong rồi nhá. Giờ còn Cường thôi. Đấy, đây này, như này ngon lắm các bạn ạ. Mình có ăn hộ đâu. Kiểm mỹ anh Hưng ơi giờ các bạn ạ. Anh Hưng à? Đấy, anh Hưng à rồi các bạn ơi. Sao? Thôi em xin thua rồi. Bách, em xin thua rồi gì? Rồi các bạn ơi, thế Bách là người chiến thắng nha. Yeah. Yeah. Các bạn ơi, người cuối cùng người ăn đồ ăn màu đen hôm nay Bách là người chiến thắng nha. Yeah. Rất đồ sẽ thuộc về Bách các bạn ạ. Rất còn những còn lại phải gõ vào đầu cho thông minh nhá. Hạng đầu tiên 10 cái em ơi. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Cái gì? Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.